Hy Lạp sẽ tập trung vào sự phát triển kinh tế và ổn định chính trị, tin từ Athens, sau khi gặp các nhà lãnh đạo Liên Âu tại Brussels và trở về Athens gặp Tổng thống Karolos Palaiologias. Thủ tướng Antonis Samaras đã nói rằng chính phủ của ông ta sẽ tập trung vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị và sẽ cộng tác với các nước Nam Âu khác trong các nỗ lực này. Khắp Liên Âu, các đảng chống Liên Âu từ cực hữu tới cực tả đều gia tăng con số dân biểu tại Quốc hội Liên Âu. Cuộc bầu cử Quốc hội Liên Âu là một thách thức đối với Thủ tướng Antonis Samaras đã đưa quốc gia thoát khỏi khủng hoảng tạo thặng dư ngân sách lần đầu tiên qua sự thi hành chính sách kiểm ước của Liên Âu để vay tiền cứu nguy. Ông Tsipras là chủ tịch đảng Syriza nói rằng ông ta đã nói với Thủ tướng Samaras rằng chính phủ phải suy nghĩ trước khi có thi hành những biện pháp khắc khổ mới hay giảm tiền lương, tiền hưu trí, sa thải công chức, tăng thuế. Đảng Syriza đã nhận được 26.5% số phiếu so với đảng Tân Dân Chủ của Thủ tướng Samaras nhận được 22.7% số phiếu. Đây là lần đầu tiên mà đảng tiền tả Syriza chiến thắng cuộc bầu cử toàn quốc. Sau chiến thắng của đảng Syriza, Thủ tướng Samaras đang tìm cách để lấy lại lòng dân bằng cách là hứa hẹn giảm bớt các chính sách kiểm ước. Tổng thống Papoulias nói rằng ông ta rất hài lòng khi thấy các nhà lãnh đạo Liên Âu đang thức tỉnh trước các vấn đề lớn và quan tâm tới người dân hơn. Thủ tướng Samaras có thể cải tổ nội các vào đầu tuần tới. Chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Samaras sẽ khó thông qua các chính sách cải cách theo điều kiện vay tiền cứu nguy của Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế sau chiến thắng của đảng Syriza.